Xin chào các bạn, mình Hoàng Lạ. Quá trình mà lựa chọn một cái SSD thì theo mình là không dễ, bởi vì trên thị trường thì có rất là nhiều những cái option khác nhau. Rẻ quá thì nó không tốt, mà tốt quá nó lại không rẻ. Nhưng mình đang có ở đây một cái tên đến từ Western Digital. Nói rẻ thì nó cũng không phải, nhưng mà theo mình nó là hợp lý. Đây là một cái sản phẩm có mức P trên P, tức là hiệu năng trên giá thành ấy. Nó cực kỳ ổn. Đầu tiên là tên gọi SSD WD Blue SN550. Xét về tổng thể, SN550 là một SSD M2 PCIe 3.0 X4 NVMe dung lượng 500GB. Nó thay thế cho cái dòng SN500 của trước đây đấy. Đối tượng hướng đến sẽ là những ai cần một cái SSD NVMe nhưng lại không quá dư giả về mặt kinh tế. Khoảng 1,5 triệu đến dưới 2 triệu thì mình cho rằng đây là một cái mức giá hợp lý với một SSD NVMe 500GB. Và với những gì mà nó đem lại, những cái phần mà mình sẽ lật mở dần ở những cái phần sau. Bật mí nhá, sẽ có một số mặt mà một cái SSD tầm trung như này lại có những trải nghiệm tương đương với những cái SSD cao cấp. Nhưng mà thôi, cứ nói về cái ngoại hình thì đã. Kích thước rất là nhỏ gọn vì đây là SSD M2-2280, tức một chiều 22mm, một chiều 80mm, nhỏ xíu và cũng rất là mỏng nữa. Trên này sẽ có một vi điều khiển đến từ SanDisk, một bảng mạch, một bảng thông số và cuối ổ là một chip nhớ cũng là SanDisk với công nghệ 3D TCL NAND 96 lớp. Sẽ không có DRAM. Nếu bạn chưa rõ ấy, thì nó là một bộ nhớ có dung lượng nhỏ tầm 512MB hay 2GB, nhưng một cái bộ đệm tốc độ cao để giúp controller tìm và truy xuất dữ liệu nhanh hơn. DRAM thì khá là đắt, vậy nên với những cái SSD hướng đến người dùng phổ thông ấy, thì người ta sẽ có thể là tối ưu hóa chi phí bằng cách là cắt giảm nó đi, gọi là DRAMless, rồi chuyển sang sử dụng cái bộ đệm giả hay SRAM tích hợp luôn ở trên vi điều khiển. Về lý thuyết là để cải thiện tốc độ truy xuất ngẫu nhiên, còn thực tế ấy, thì WD đã làm tốt. Tốt như nào thì mình sẽ chia sẻ ở những cái phần sau nhé. Độ bền của SN550 cũng không phải dạng vừa khi nó có thể chịu được 300TBW, tức là bạn có thể đọc ghi tối đa 300TB cho đến hết vòng đời của nó. Đây là một con số tốt với một cái ổ DRAMless. Vậy nên là WD cũng đã tự tin khi mà bảo hành cho chúng ta là 5 năm. Giờ thì mình sẽ gắn nó vào máy để xem thực tế nó sẽ đem lại những gì cho chúng ta nhé. Và mình tin bạn cũng sẽ có những cái cảm xúc tương tự như mình, tức là cái số tiền bỏ ra này nó xứng đáng. Đây là cấu hình mình sử dụng cho ngày hôm nay. Trước tiên, như đã chia sẻ lúc nãy, thì khi nhìn vào tốc độ truy xuất ngẫu nhiên của những file có dung lượng nhỏ 4KB, WD đã làm tốt với một SSD không có DRAM. Tốc độ này khi quy đổi ta có trên 300.000 IOPS cho tốc độ đọc và tương tự trên 300.000 IOPS cho tốc độ ghi. Khá là cao, vượt cả cái thông số 300.000 và 240.000 mà WD đã đưa ra. Tất nhiên sẽ có lúc thấp lúc cao về cái điểm số mà, nhưng mà tính ra nó cũng đã ngang ngửa với một số những cái SSD M2 PCIe cao cấp. Nên lúc nãy mình nói là không có DRAM mà vẫn tốt là đây đây. Còn khi nhìn lại tốc độ đọc ghi tuần tự thì nó ở mức tiêu chuẩn cho các SSD NVMe 3.0 X4. So với SSD SATA nó gấp khoảng 4 lần. Ngon với cái số tiền bỏ ra. Chuyển qua AS SSD cũng là một công cụ benchmark khác. Phần mềm này lại sử dụng file không nén thay vì file nén như Crystal Dismark, kết quả cho ra thấp hơn và theo nhiều người đánh giá cũng là thực tế hơn. Tiếp theo, ta test sức mạnh của SN550 với ATTO Disk Benchmark. Qua các dung lượng chạy từ rất là nhỏ 512 byte đến tối đa là 64 MB, kết quả thu về tăng đều vào đến 256 KB thì ổn định đúng với tốc độ truy xuất mà WD đã công bố, chứng tỏ SN550 có một controller tốt. Bây giờ khi chuyển qua với một số bài test thực tế này, mình cũng nhẹ nhàng thôi, đơn giản là cho máy boot win, tốc độ xấp xỉ là 11 đến 12 giây. Tốt. Còn khi đi tìm tốc độ load game với Final Fantasy 14 bằng SN550 và cấu hình mà mình đã đưa ra, thì tổng thời gian load 5 màn chơi là gần 12 giây. Tức là giống như tốc độ truy xuất ngẫu nhiên lúc nãy, thì tốc độ load game nó cũng sẽ tương tự với một số cái SSD cao cấp. Và đó đích thị là cái điều mình đang muốn truyền đạt ở đây. Mặc dù là một cái SSD giá tốt thì tất nhiên nó sẽ có những cái mặt cắt giảm nhất định, đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà ở một số những cái mặt nhất định thì nó lại đảm bảo cái trải nghiệm cho chúng ta như những cái SSD cao cấp hơn và đắt tiền hơn. Cái đó là WD Blue SN550, một cái SSD NVMe 500GB cho những người dùng phổ thông. Và thậm chí nhá, là người dùng có nhu cầu và yêu cầu cao ở một số những cái mặt nhất định như mình đã chia sẻ. So với một số SSD SATA trên thị trường, giá tiền nó chỉ chênh có vài trăm nghìn đồng thôi. Mà 500GB này thì mình có thể cài Win này, cài phần mềm, thậm chí là lưu trữ luôn, tất nhiên là với nhu cầu không quá cao. Và với một vài trăm nghìn đồng chênh lệch đấy thì mình sẽ được lợi về hiệu năng, về tốc độ so với những cái SSD SATA, đúng không? Mình rất là mong video này sẽ hữu ích cho bạn nào đang có ý định chọn mua cho mình một cái SSD mức giá phải chăng cho cái dàn PC của bạn hay cái laptop của bạn. Bởi vì cái này thì mỏng nhẹ
thì laptop mỏng nhẹ nó cũng không phải là vấn đề. Cảm ơn rất là nhiều đã xem video đến tận thời điểm này, và hẹn gặp lại trong những nội dung mới hơn nữa trên TechMag Việt Nam. Mình là Hoàng Đặng và hẹn gặp lại.